Sau hành trình sáng nay giao piano Yamaha CLP120 vừa về đến tiệm thì anh khách Thành Phú đã đặt một cái bass 770 không cần tới tiệm. Trước đó là anh đã hẹn mình 1 giờ ghé, nhưng anh kêu tin tưởng em thì mình đã lên xe và giao liền cho anh. Và bây giờ hai đứa chưa kịp ăn uống gì luôn và bây giờ tới Thành Phú nha mọi người ơi, vừa về tới tiệm của anh. Đây, anh là nghề sắm tạ tồ nhưng mà đam mê âm nhạc cho mọi người. Vừa ráp xong thì mưa và bây giờ tối thì mình sau khi về học thì lên một đơn cho chị gái tại hôm nay P85. Đây là ngay ngã tư Tân Phong nha mọi người, rất là đông đúc. Và bây giờ tới nhà của chị đây, chị rất là dễ thương, chị khen là đèn mình rất là đẹp nên mình cũng rất là thích nha mọi người nha. Sau khi vừa chốt xong thì tới cây Yamaha IDP123 về Bạc Liêu. Đàn rất là mới và đẹp, cảm ơn quý khách đã ở xa tin tưởng. Em sẽ cố gắng mỗi ngày tìm cho quý khách một cây đàn thật là đẹp và ưng ý nhất nhé.